xin kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh của mình. Kênh của mình là kênh sửa chữa đồng hồ Đức Thắng. Ở chiều ngày hôm nay thì Đức Thắng có một công việc rất chi là hay ấy các bạn ạ. Thì thử thách cho chính bản thân Đức Thắng xem kiểm tra sức khỏe như thế nào. Đã lâu Đức Thắng không lao động nặng nhọc như thế này. Thì Đức Thắng sẽ đổ bê tông toàn bộ cái sân này với diện tích 70 m². Vật liệu thì Đức Thắng đã tập kết tại sân rồi, thì gồm có 2 công nông cát, 1 công nông sỏi và 3 tạ xi măng. Đấy, thì nói là công nông nhưng mà nó chỉ là một cái xe ba gác các bạn. Đây là sỏi này, Đức Thắng đã cho lên sân. Cái sân nhà Đức Thắng thì ngày xưa các cụ lát bằng gạch, gạch thì cũng gạch non, như vậy mà đến bây giờ trong quá trình sử dụng nó hỏng rất là nhiều, mục nát rồi, thì Đức Thắng quyết định là đổ bê tông cho nó. Đấy, thì thử thách trong vòng khoảng bây giờ sẽ là, bây giờ là 15 giờ chiều, thì Đức Thắng cố gắng khoảng 3 tiếng đồng hồ, đấy, ấn định là 3 tiếng đồng hồ phải xong được đổ bê tông toàn bộ 70 m² của sân này. Thì bây giờ thử thách bắt đầu, xin mời quý vị và các bạn xem cho nó giải trí cho vui nhé, xem là Đức Thắng có hoàn thành nhiệm vụ này không. Sân rồi thì nhà hồ thứ hai này Đức Thắng đánh nhiều hơn và sẽ làm phần còn lại. Và có thể thấy là đánh hơn 2 bao xi bê tông, bây giờ là thấm mệt rồi đấy, làm chậm dần rồi, chắc đêm nay mới xong được. 3 tiếng thì khó xong lắm, cứ phải 4 tiếng, hơn 4 tiếng mới xong là các bác.
Ơi, mệt quá, nghỉ lao tí các bác ơi. Mệt quá đi. Mới làm được 1 phần 3 mà mệt rồi. Giờ bây giờ là 16 giờ 30 rồi. Làm được 1 tiếng rưỡi rồi mà mới được 1 phần 3. Đấy. Còn 2 phần 3 nữa. Phấn đấu từ nay giờ đến 20, 21 giờ chứ đó. Thử thách là 3 tiếng nhưng mà mệt rồi. Diện tích 70 mét vuông, đổ khoảng 4 phân bê tông. Có mỗi mình làm các bác nhé, thử thách thì chỉ một mình thôi. Trời đang nắng rất là gay gắt. Ở trên khu vực này thì ở chân một ngọn núi các bác ạ. Có lần thì Đức Thắng đã review cho các bác, hiện tại thì Đức Thắng trên nhà cũ này thì không có ai ở. Có mấy cái cây cổ thụ các bác, em review các bác xem. Đấy, đằng sau đây là có một cái cây mít này. Rồi đây là cái cây lồng đỏ trứng gà này. Cây khế chua này. Đấy, cây cau, các bác có thấy cây cau dài khoảng 3-40 mét đấy. 6-70 năm nay rồi, cây cau này khá là lâu rồi. Đấy, cây bơ các bác này. Cây bơ rất là xum xuê. Hàng năm thì cho rất là nhiều quả. Đằng trước thì có cây đào. Ngoài ra thì gia đình Đức Thắng có trồng thêm các cây gia vị. Đây, các cây này là cây này, cây tía tô này. Sẵn nghỉ lao, Đức Thắng review cho các bác xem cho giải trí, cho vui này. Cây gia vị. Ở trên này thì rất là cao các bác ạ. So với ở dưới đường thì cao hàng vài mét đấy. Vì ở chân một ngọn núi mà, rất là cao. Đức Thắng có trồng cả khoai lang để lấy lá lấy ngọn để làm rau. Đức Thắng trồng rất là nhiều sim các bác, nhưng mà trồng đến 50 gốc. Hiện tại thì sống chỉ còn khoảng hơn 20 gốc thôi. Trồng sim, rồi trồng cây hoa dĩa này. Hoa dâm bụt này, đấy, rất là nhiều. Đức Thắng đổ được 1/3 rồi và tiếp tục đánh nhã thứ hai. Nhã thứ hai thì Đức Thắng cố gắng đánh cho nó xong luôn. Trời nắng rất là gay gắt. Rất là may là Thắng đang làm thì bà xã thì cũng đi làm về thì đã lên trợ giúp cho Đức Thắng đang làm mặt. Đây là kết quả sau 4 tiếng làm việc của Đức Thắng, đổ bê tông 70 mét vuông sân. Mãi đến 8 giờ, gọi là 20 giờ đêm hôm qua thì Đức Thắng mới hoàn thành với sự hỗ trợ giúp của bà xã. Đây, các bác có thể thấy là 70 mét vuông bê tông, gần 2 khối bê tông các bác ạ. Đây là kết quả, sáng nay thì Đức Thắng mới có đủ ánh sáng để quay lại cho các bác xem cái kết quả thử thách của Đức Thắng. Rất là cảm ơn tất cả quý vị.